Dạ, xin chào cô chú anh chị. Tôi xin vụ cảm ơn sự ủng hộ của cô chú anh chị mình rất là nhiều. Hôm nay là 28 tây tháng 1, em lên về nữ. Hôm nay thì em sẽ lên hai size là 35 và 36. Video tiếp theo thì em sẽ lên là 37 và 38. Và các cô chú anh chị mình khi mua hàng giày bên em, khi ship giao hàng thì các cô chú anh chị mình cứ kiểm tra hàng thử chân. Nếu không vừa thì có thể hoàn liền về cho em, phụ em tiền ship ha. Cảm ơn cô chú anh chị. Rồi, đầu tiên là một em màu đen. Ôi, em này đẹp quá luôn. Đinh tán là cái màu gì đây, màu vàng mấy anh chị ơi. Ở đây nó sẽ có một một hai ba bốn năm, mỗi bên sẽ có 5 viên đá. Ở đây cũng có đá nữa này ha. Rồi, cái chỗ này là kim loại. Em này người ta sẽ phối hai bảng da, một bảng da bóng và một bảng da, đây mấy chị, cái này là da lì lì rồi ha. Còn ở đây là dạng dòng da bóng, đinh tán còn vàng đẹp nè. Cái đế của em này là màu xanh. Ồ, cái gót này coi đẹp nè mấy chị. Này, gót này lạ ghê ha, đi chắc kiểu lắm luôn. Đây, nó thường như thế này nè ha. Cái phần này em có thấy cái trầy rất là nhẹ thôi, có trầy phần da. Cái phần da bóng này thì sẽ có nè bên chị, sẽ có hơi mờ mờ xíu vậy ha. Cái này, cái gót á, đây không có mềm mòn, ở đây thì có bị chấm chấm này ha. Đó, màu xanh dương. Em này là hàng hiệu nha. Cái gì đây, cái gì Bonnie nè, em quên cái hiệu này của ai rồi. Ủa, nó xịn cái phần gót dữ lắm nè mấy chị ơi, đẹp ghê, mũi nhọn ha. Em này thì thấp thôi, 3 phân thôi, mang rất là dễ đi và nó im dữ lắm. Cái mũi em này rất là đẹp. Đây, đế nó sẽ có chấm 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 như thế này. Ở bên đây đẹp nè. Em này đẹp nè mấy chị, chỉ nhớ cái phần da bóng thì em sẽ thấy có mờ mờ da thôi. Bên trong của em này thì sạch dữ lắm nè mấy chị ơi, mã code ở trên bên đây nè ha. Sạch đẹp rất là mới luôn. Ở đây, ồ đẹp dữ lắm luôn nè ha, lót nè. Còn sạch, không có thấy vết dơ gì luôn. Bên đây cũng vậy luôn ha, sạch. Bên trong rất là sạch gọn. Rồi, em này độ mới cao, kiểu rất là đẹp luôn. Thấp thôi. Em này mã là M6 mấy anh chị. 300, M6 mã 300. Em qua mẫu. Đây, tiếp theo một em màu đen. Em này của Jinja hàng Nhật mấy anh chị, hiệu của Nhật này ha, Jinja Tokyo. Cái phần trong là cái da nó nhũ nhũ trắng này ha. Ở đây nó sẽ có nhạt nhạt cái phần chỗ này chút xíu, rờ thì nó láng. Cái mũi em này rất là gọn. Đây, kiểu của em này. Ở đây là có hai bảng da nè. Ô, sao thấy nó có bóng bóng đẹp quá. Cái mũi em này còn đẹp ghê nè, không trầy khờn gì. Em này bên đây cũng đẹp. Rồi, em này còn đẹp da lắm nha. Cái đế gót thì em thấy nó cũng còn rất là được, đế còn độ bám cao lắm này ha. Có mòn mòn gót một chút xíu nè. Bên trong sạch sẽ. Rồi, cái phần gót này mấy chị, da này ha, còn trắng bóng à. Trắng sạch. Sạch đẹp, em này không có vấn đề gì hết. Em này mã là 12 mấy anh chị, em bán 208, mã 12 208. Form em này nó gọn. Em này là mình cột dây cái màu nâu, em này phối hai bảng da là da lộn mấy anh chị. Cái phần trên này ha là da lộn. Em này cái dòng da nó sẽ cứng hơn. Không không, ở trên này em thấy nó cũng mềm dữ lắm. Ở đây thì người ta làm cứng rồi ha. Cái mũi em này có ông không, cái dòng da này hình như có giống như có đầu mồi vậy đó. Cái phần da lộn em thấy còn đẹp nè, cột dây màu nâu. Ôi, da em này còn đẹp lắm. Đế cũng còn rất là được, cũng là hàng Jinja luôn này mấy chị, hàng Nhật luôn ha. Ở đây nó sẽ có mòn nhẹ, độ bám cao, da không có trầy nè. Ở bên trong, ở bên trong sạch đẹp lắm luôn nè ha, da hết trơn luôn nè. Cái màu vàng vàng em này đồ ở bên trong nó sạch dữ lắm, ở đây láng o ở phần trong này luôn. Cột dây, cái lưỡi gà này mấy chị, nó cũng mỏng mỏng thôi, ở đây cũng sạch nè. Em này cũng sạch sẽ. Cái mũi em này nó sẽ có hơi trầy trầy chút xíu nè. Ở đây thì láng hết. Rồi, da hai bên đây láng hết luôn ha. Ở đây đế thì nó dơ dơ thôi, chút xíu thôi. Chỉ còn cả là cái mũi em thấy nó có mờ mờ da chút xíu. Ở đây nó sẽ có mòn một bên vậy xíu. Rồi, kiểu của em này đây. Cái màu rất là đẹp mấy chị ơi. Nâu đậm. Với lại cái nâu này nó giống như có đỏ đỏ vậy đó. Mã của em này là M1 300 mấy anh chị, M1 300. Em qua mẫu. Em này Lancel của Pháp. Cái em này thì cái form nó rất là gọn luôn, da thì còn được dữ lắm, nhưng mà em thấy độ mới em này nó không cao. Ở đây nè, người ta có dập cái gì trên cái này đây, có mòn mòn chỗ này, ở đây cũng có mòn mòn nè. Em này độ mới em thấy được thôi, không cao, nhưng mà da đã dữ lắm và nó mềm dữ lắm luôn ha.
cái phần kim loại nè còn được nha mấy chị. Ở đây dập lăn xeo trên nhỏ nhỏ trên đây nè ha, đây xíu bên trong nè, đây lăn xeo Paris, ở trong là lót cái da màu màu xám xám trắng, ở bên trong thì lại rất là sạch sẽ, thông số bên này. Đây có cái tách nhật ha, ở dưới đây nó sẽ có đậm đậm cái phần da này xíu. Em này da ở trên là mấy chị mang cực kỳ im luôn, phơm nó rất là gọn luôn. À, da thì em cũng không có thấy trầy khờn hai bên này nha. Đúng rồi đó, đây hai chỗ này không có thấy trầy khờn. À, ngay chỗ này nó bị hơi nhiều nè mấy chị, đây cái chỗ này nó bị khờn cái đê cái gót nha. Em này thì cái gót rất là dễ đi, mắc in band nè. Ở đây nó sẽ có mòn mòn cái mũi nữa nè. Da thì không có vấn đề luôn, da da không thấy trầy sà khờn luôn nha. Coi lại bên này, đúng rồi nè mấy chị, hai bên này sẽ không có trầy khờn luôn. À, em này là M3, em bán 250 mấy chị, M3 250. Em này em thử chân thấy nó im dữ lắm luôn. Rồi, kiểu em này. Em qua mẫu. Một em này màu kem mấy chị ơi. Màu kem. Đây các em này cái form nó cũng rất là gọn cái phần mũi nè. Màu kem à, cũng là hai cái bảng da, cái phần này là da da bóng. Cái màu nó sẽ khác một chút xíu. Bên đây đẹp rồi nè, ở đây nó sẽ có đậm đậm da một xíu. Em này cao chắc 5 phân. Rồi, mắc in span luôn nè, cái hiệu này mấy chị. Phụ đế này đẹp lắm nha. Đây. Cái này nè, còn rất là đẹp. Ở đây nó có mòn xíu. Mũi em này nó vuông vuông như thế này, mũi bằng. Ở trên đây sạch đẹp nha. Ở trên phần mũi em thấy sạch đẹp nè, ở đây nó sẽ không có một cái vết dơ. Ồ, cái giày cũng không có bị dơ ở bên này nè. Ở bên đây sẽ có ha, ở bên đây sạch đẹp lắm nè. Cũng không có khờn trầy. Ở bên đây đẹp luôn. Ôi mũi rất là đẹp luôn. Ở bên đây sạch bóng luôn á, đôi này nè, chiếc này chứ. Ở bên trong đây hiệu nè mấy anh chị ha. Rồi, mắc in span đây. Ở trong nè, một màu vàng, da hết trơn luôn nè. Sạch và rất là mới em này. Size 35. Em này em bán 300 mã rồi mà, 14 mấy anh chị. 300 mã là 14. M14 đó ha. Đây cái màu em này. Ôi đẹp, cái đôi này mang rất là sang cái màu nó nè ha. Tiếp theo em này cao chắc 5 phân. Em này là đế dễ đi nè mấy anh chị ha. Đôi này nó nhẹ lắm, đã lắm. Phối, à da dập vân xấu. À, em này em thấy độ mới cao nè. Rất là mới luôn. Ở bên đây thấy láng o rồi nè. Cái mũi cũng là cái mũi vuông vuông như thế này. Ở hai bên đây nó sẽ có hai cái miếng thun ha. Rồi rất là dày dặn. Không có trầy khờn da tí nào luôn. Đế rất là dễ đi. Rồi ôi cứng ngắc ha. Rồi ở dưới này, mắc in band nè. Ồ sạch đẹp ghê nè ha, không có bị mày mòn gì hết. Em này độ mới cao. Quên coi bên trong. Ở bên trong, à em này của Pháp nha mấy anh chị. Đây, cái hiệu nó này ha. Ở dưới là cái chữ Paris, hiệu này, của Pháp. À, lót bên trong là thấy sạch đẹp rồi nè. Ở dưới gót là cái màu xám em thấy còn trắng trẻo nè. Rồi, ở đây là thông số nằm ở bên này. Ở đây, à là da hết rồi mấy anh chị ơi. Da sạch đẹp hết. Ồ, ở trong này, cái phần này nó bóng láng luôn nè ha. Em này độ mới rất là cao. Đây bên trái đây cũng sạch đẹp, bóng thật là bóng luôn. Hiệu của Pháp. À em này là em bán 300 mã M13, 300 mã M13. Cái phần này nó sẽ cao cao kín kín cái chân của mình nè. Rồi em này sang nữa nè. Cái dòng da phối cái dòng da bóng lên nhìn cái đôi giày nó sẽ sáng sủa. Quá đẹp luôn. Em này độ mới cao. Không có tì vết luôn nha mấy anh chị. Da này hai bên nè, không thấy tì vết gì luôn á. Em qua mẫu. Đây tiếp tục một em này cũng là hiệu của Nhật, Kanamitsu của Nhật ha. Em này là da lộn, cái phần da lộn này mình sẽ thấy này mấy chị, nó hay hay gặp cái trường hợp này đấy đó, nó hay có nhờ, sần sần da vậy đó. À, đế còn đẹp nè, hiệu dập ở dưới này ha, Shinza Kanamitsu. Ở đây nó sẽ có mòn mòn ở chỗ này góc nè. Ở đây cái mũi này cũng có bị nè mấy chị ha, nó bị nhạt nhạt da vậy đó. Ở đây nó sẽ là một cái khóa luôn mấy chị, khóa giống như khóa túi luôn này ha. Đây mở cái này ra. Ồ đây, mình mang chân vô rất là dễ nè ha. Da lộn hết túi, ý vậy, da lộn hết cái giày luôn nha mấy anh chị. Toàn bộ. Ở trong này là lông mấy anh chị, cái phần nâu nâu này là lông. Ở dưới gót này là da, da lộn ha, thông số bên này. Ở bên trong là im dữ lắm luôn nha. Ở đây nè mấy anh chị, lông ở trong này nè ha. Rồi em này mang nè mấy anh chị, nó sẽ im cực kỳ luôn ha. Có một cái là cái phần này nè, mình sẽ thấy nó có hơi mờ mờ da đó. Nhưng mà cái đế gót thì thấy cũng còn rất là được nè. Đây, à ở đây nó sẽ có thun. À,
hai bên này sẽ có một bên như vậy thôi. À rồi còn vừa có cái khóa này nữa, em này sẽ rất là dễ đi. Em này thì sẽ chân có chiều ngang, em thấy nó sẽ thoải mái này ha, mình nhìn cái form nó thấy nó rộng. À, em này em bán là 250 mã M2, 250 mấy chị, mã M2, một em da lộn. Rồi em này sẽ mang sẽ im ru. Em qua mẫu. Đây một em này đẹp quá nè. À đây mấy chị, cái này thì em không biết nó là cái gì nha. Đây nó sẽ mềm mềm mấy chị ha. Nhưng mà em không biết nó là vải hay da, hơi bị khó nhìn, chắc vải quá không phải là da. Ở trên mũi này là da, ở đây nó sẽ có bị khờn khờn xíu nè ha. Đây cái mũi này chỗ này. Rồi cái này là cái hoa. Màu của nó là giống như xám xám vậy đó. Em này sẽ cao là 5 phân. Đế. À em này cũng là của Jinja luôn này, hàng Nhật luôn này ha. Đế còn đẹp nè, ở đây cũng có nhẵn nhẵn cái gót này nè. Ở bên trong em thấy còn tươm tất nè, ở đây nó sẽ có bị nhạt nhạt chỗ này một xíu nè ha. Ở trong đây là vải, ở đây là da, ở dưới gót cũng là da. À thông số bên này. Rồi bên đây cũng vậy mấy chị, nó sẽ có nhạt nhạt cái phần lót này ha. Có bị đậm đậm đó. Rồi thông số bên này. Lót thì gọn gàng sạch sẽ này ha, một màu vàng. Em này cái mũi nó cũng có bị trầy khờn da nè, đây ha. Ở đây thì rất là đẹp cái phần này, em này cũng im chân dữ lắm. À em này là mã là M8, em cũng bán là 250. M8 250 mấy anh chị ha. Rồi em này cái phần này bông hoa nãy đẹp lắm. Em qua mẫu. Tiếp theo một em gót nhọn màu trắng kem. À phối với lại này là da rắn thật mấy anh chị. Em này hàng hiệu của Pháp. Ở đây là cái logo này ha. Trời ơi cái này nó đẹp nè mấy chị nha. Cái phần gót nó đẹp quá trời luôn. Made in Spain nè. Em này là cao 7 phân, gót nhọn. Ồ cái phần này em thấy còn đẹp nha. Không trầy khờn gì hết, còn rất là sáng. À phối với lại cái này là da rắn thật luôn ha. Rồi bên đây da rắn thật là mình rờ nó sẽ nhám nhám tay. Ở đây nó sẽ có bị đây mấy chị, nhạt nhạt đậm đậm chỗ này nè ha. Rồi ở đây đó nè. Rồi cái gót thì lại rất là đẹp luôn. Ở bên trong hiệu của Pháp. Đây, hiệu đây. Bên trong nó sạch đẹp dữ lắm này mấy anh chị ơi. Em này thì cái dòng da này nè, nó sẽ cứng hơn cái dòng da bình thường nha mấy anh chị ha. Đây, form nó còn rất là đẹp luôn ha. Đó, nhưng mà sẽ là dòng da cứng hơn. Rồi, bên trong rất là sạch sẽ. Em này ngoại trừ cái vết dơ thì em cảm thấy là mọi thứ nó được hết trơn. Ở đây nó cũng có đậm đậm cái bên gót này, cái gót. Rồi nó có đậm đậm mấy anh chị, vài vết mũi nhọn, cái mũi thì lại rất là đẹp luôn này ha. Ở bên trong em này cũng rất là sạch nè. Đây nó hơi cứng cứng phơm. Rồi phơm em này nè mấy anh chị, coi nó gọn dữ lắm ha. Cái mũi em này nè, nhọn đẹp ghê, đẹp phơm lắm. À, em này em bán là 300 mã M5, 300 mã M5. Rồi đây. Màu trắng kem. Em qua mẫu. Rồi tiếp theo một em này màu màu nâu nhạt, em này là cái màu đẹp quá và em này sẽ rất là mềm mấy chị, mềm mại dữ lắm luôn ha. Cái mũi em này đây nó to to, nó bầu bầu như thế này. Ở bên trong da hết luôn ha. Cái này là nguyên một cái miếng da luôn này mấy chị, hai bên da hết luôn. Em này sẽ im chân dữ lắm. À cái phần đế còn rất là đẹp nè. Ô không có mày mòn gì luôn. Da thì em thấy láng hết nè, không có một tí trầy khờn. Cái mũi này coi rất là đẹp luôn. Rồi em này không có trầy khờn tí nào luôn. À em này có cái quai hậu nè. Rồi có cái nút mấy chị. À ê, nó có cái khóa gài nữa nè ha, có cái nút nè. Em này dễ đi lắm, im chân dữ lắm luôn. Độ mới cao. À em này là Made in Việt Nam nè mấy chị, ở bên đây nè. Rồi da hết luôn nè ha, full da em này im ái. Bên đây em cũng không có thấy lỗi da nè, em này mới quá trời luôn, da nó đẹp thật là đẹp luôn, không có trầy khờn một vết nào luôn nha mấy anh chị. Phối với lại cái này là cái màu nó, cái màu này là màu xám xám vậy đó ha. Em này là em bán 300 mã M15, 300 mã M15. Rồi, kiểu của em đây. Không màu đẹp quá luôn. Da nó thật là bóng nè ha, không có một vết trầy khờn em này. Em này cũng là da lộn luôn nè, màu đen cột dây mấy anh chị. À phối cái phần này là da bò bình thường, ở đây là da lộn, cái mũi nó sẽ có nhạt nhạt da phần da lộn, đây cũng vậy ha. Đế thì lại rất là đẹp. À cũng là một em của Jinja nữa nè ha. À, đế còn rất là được nè, độ bám cao. Ở bên đây thì nó cũng có nhạt nhạt nè, ít ít nè. Ở dưới đây cái đó gót lại đẹp nha, có trầy trầy nè mấy anh chị, có trầy trầy khờn khờn chứ. Đây, nhưng mà em này sẽ độ bám cao và rất là dễ đi, 3 phân hơn.
Cột dây ở đây là da, em thấy trên đây nó còn đẹp nè, cái màu nó màu xám nha mấy chị, ngay chỗ này ha là màu xám. Ối, ở bên trong có cái miếng lót hả? Thông số bên này, ở bên trong sạch đẹp dữ lắm này ha. Đây sạch đẹp, không có một cái vết dơ nha mấy chị, cái gót trắng bóc luôn nè, im ái em này. Ở bên đây có cái tất Nhật, đồ mới cao em này nha mấy chị. Em chị thấy bên trong nó rất là sạch sẽ luôn, chỉ trừ cái mũi nó sẽ có bị nhạt nhạt da xíu thôi. Ở đây là người ta sẽ may cái chỉ nổi nè ha. Rồi em này sẽ rất là dễ đi, im im, và cái đế nó này ha về bằng này dễ đi lắm. Em này là 300 mã M7, 300 mã M7. Rồi kiểu của em này da lộn, da lộn thì nó sẽ có ưu điểm là nó sẽ im mấy anh chị ha, nó sẽ mềm mềm vậy ha, mang rất là im chân. Em qua mẫu rồi tiếp theo em này, em này rất là đẹp đây, màu xanh lạ lạ mấy anh chị, cái màu xanh này không biết kêu xanh gì nha. Đây ồ nó đẹp y như ngoài nè mấy anh chị ơi, em này thì sẽ cực kỳ im ái nha. Cái này là giống như là dập vân rùa vậy đó anh chị, mà nhưng cái này nó lạ lắm, cái này có kêu bằng cái gì mà em không có nhớ. Em này sẽ im ái, ở đây nó sẽ có cái miếng thun đây để mình dễ ấy chân vô này ha, đó nguyên cái miếng này. Rồi em này độ mới cao, cái này chắc 3 phân, mắc in the band nè ha, đế là đế bằng. Ôi đẹp lắm, cái này không phải là mòn mòn cái kiểu của người ta, không có trầy khờn tí nào nha mấy anh chị, cái phần này nè ha. Rồi em này đẹp da dữ lắm, độ mới cao, có thể làm quà tặng luôn nè. Bên trong đây rồi thông số bên này nô mấy nè, nô 7857 gì nè. Sạch đẹp mới, em ru luôn á, bên trong rất là mới, em này sẽ không có vết gì mấy anh chị ơi. Mũi này ha, mũi rất là đẹp. Ở bên đây có nè, ở đây nó sẽ có một cái vết vàng vàng gì nè mấy anh chị, nâu nâu gì nè ha. Bên đây đế cũng rất là đẹp, ôi em này đẹp ghê luôn và im chân dữ lắm. Em bán 300 mã M25, 300 mã M25. Rồi kiểu ở đây người ta sẽ khắc khắc lỗ lỗ như thế này ha, đây vòng vòng này ha. Đây ôi em này mang vô chân đẹp lắm anh chị, nó sáng chân dữ lắm luôn và im ái dữ lắm. Em qua mẫu một em màu da cao để coi, cái này này chắc 7 phân mấy anh chị, màu đẹp quá trời luôn ha. Em này nó sang, ở đây là đá, em này là của Korea, còn đẹp lắm này ha, cái phần kết đá này em thấy đẹp dữ. Em này độ mới cao dữ lắm, ở đây nó sẽ có bị đậm đậm chỗ này một chút xíu, gót lại rất là đẹp nè. Elkanto của Korea, ở đây là người ta sẽ dập hiệu trên này hết ha. Đây nguyên cái phần đế này, rồi cái đế này nè mấy chị, cái gót này không có mày mòn gì luôn, đẹp, độ mới cao dữ lắm nè. Coi bên trong này sạch sẽ, hiệu ở đây nó có cái vàng 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 đồng như vậy, sáng trưng cái rồi vậy. Đây em mày láng hết trơn và nó rất là im chân nha mấy chị, im dữ lắm luôn, mũi nhọn. Em này cái kiểu nó rất là sang, rất là sạch sẽ luôn, da em này sẽ không thấy trầy khờn mặt này rồi nè. Ở bên đây cũng vậy luôn ha, sạch đẹp, mũi không có mày mòn. Ồ độ mới cao lắm. Em này em bán là 280 mã M21, 280 mã M21. Còn sáng trưng cái đôi giày nha mấy chị, độ mới cao. Em qua mẫu một em này thấp thôi, em này dễ đi, em này im ái nữa nè mấy chị, dòng da mềm. Màu này màu gì đây, cái màu riu riu ha, riu. Cái phần da em này nè giống như có nhũ nhũ da, cái kiểu của em này đây mấy anh chị ha. Ở đây là sẽ thun một bên, rồi hai bên sẽ có hai cái miếng thun mắc in band nè. Rồi cái đế còn rất là đẹp, ở bên đây không trầy khờn, không có trầy khờn da miếng nào luôn nè. Ở bên trong ôi lót đẹp quá luôn này ha, cái phần xám xám này là da, ở đây là vải nè mấy anh chị, ở đây là vải ha, ở dưới này im ru luôn nè ha. Rồi em này rất là mới luôn, ở đây cái này cũng là vải, cái phần trong của cái phần này ha là vải. Em này im chân dữ lắm luôn. Em bên này rồi cũng sạch đẹp hết mấy anh chị ơi, bên đây cũng không có trầy khờn tí nào, em này mới dữ lắm luôn. Ở bên trong sạch sẽ tươm tất, mang rất là im chân, thấp thôi 3 phân. Em bán em này là 300 mã M17, 300 mã M17. Em này hiệu của Nhật ha. Cái màu của em này đây, nó như vậy nè mấy chị ơi, nó đúng y như ngoài vậy nha. Em không biết kêu chính xác nó là gì đó. Một hồi sẽ em thấy nó có riu riu, còn hồi em thấy nó giống như xám xám vậy đó. Em qua mẫu. Đây một em màu đen phối với lại cái phần này là màu vàng. Em này dùng da mềm mấy chị, thấp thôi 2 phân. Đây phối cái màu vàng này, vàng tươi luôn này ha. Da thì mềm xẹo luôn.
Ồ, em này cái phần sau này người ta làm da thật là mềm luôn nè. Ở bên trong là có hiệu nè mấy anh chị, hiệu đây. Ở đây nữa nè ha. Ở phần này nó sẽ có bị nhâm nhâm da. Ồ, cái này lại đẹp nha, cái này lại láng o à. Đây da nó mềm như vậy. Ở đây nó có cái kim loại tát hiệu nè mấy chị, có đẹp nè ha. Em này tát đồng đẹp lắm. Em này sẽ rất là im chân. Ở bên trong da hết nè mấy anh chị ơi, da này ha. Thật là im rồi, mềm xèo à. Da để coi không có trầy khờn luôn mấy anh chị ơi, cái mũi em này nó vừa vừa nè, rồi không có trầy khờn da. Cái phần da màu vàng này em thấy nó sẽ nhăn 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 da, nó mềm lắm luôn nè. Đây mấy chị coi nè ha, nó rất là mềm, im cái gót mình dữ lắm luôn. Quên coi em này có lỗi không, rồi cũng láng da hết trơn nè, gót nè, cái mũi chứ không có mòn tí nào luôn, sạch đẹp hết. Em này em bán là 300 mã M24, 300 mã M24. Em này im ái đây. Phối màu đó hay hay. Em qua mẫu. Tiếp theo là một em này là màu trắng kem mấy anh chị. Cái dòng da của em này người ta sẽ có lỗ lỗ như đều hết cái chiếc giày luôn ha. Mũi em này cũng nhọn nhọn nè. Ở bên trong em này đẹp ghê nè ha, một màu vàng đẹp sập. Rồi cái hiệu Sorilla gì nè, nó in band. Em này độ mới cũng được lắm nè, màu trắng kem. Ở đây nó sẽ có đậm đậm chỗ cái gốc này. Em này cao 3 phân. Ủa, cái gót đẹp dữ vậy. Đây còn mới tinh nè mấy anh chị ơi nè, đã lắm luôn, sạch đẹp lắm luôn, bóng ha, không có bị dơ. Đồ mới cao dữ lắm, bên trong này da hết trơn luôn. Rồi sạch đẹp. Bên đây cũng vậy nè, để em coi cái này có dơ gì không. Ở đây nó sẽ có dơ dơ xíu. Rồi chỉ có dơ có xíu chỗ này thôi. Em bán là 300 mã M20 mấy anh chị. Màu trắng kem. Rồi rất là mới nha. Đây nó lỗ lỗ như thế này nè. Đó, đây nó sẽ có một vết đậm đậm như vậy đó. Rồi, một vết đó thôi. Đế rất là đẹp. Em qua mẫu. Tiếp theo là một em màu nâu. Em này là hàng hiệu mấy chị, ACM. Vừa ý. Màu nâu, nâu đậm ha. Rồi cái mũi em này sẽ tròn tròn như thế này. Da em này đẹp mấy anh chị, da xịn sò, hàng ý thì cũng không phải vừa rồi ha. Ở bên trong em thấy lót còn sạch đẹp dữ lắm nè. Ở đây nó có cái này là cái gì nè, mình hay thấy giống như hướng dẫn sử dụng vậy đó. Đây mấy chị, cái lót, cái đế chứ khỏi đẹp này ha. ICM, Made in Italy. Ôi cái đế em này nó đẹp quá trời luôn nè mấy chị. Cái này là cái gì đây, dập cái bông, cái hoa gì đây. Cái này hình như là nó không không có mày mòn. Cái này độ bám cao dữ lắm. Ở đây nó cũng không có trầy khờn da. 3 phân thôi. Ồ đế đẹp gì đâu luôn. Ở bên trong, ở đây nó có để cái gì nè, ba số 3 mấy anh chị, 1/2. Em không không có rành về cái số ấy, em chỉ thử chân thôi. Em thử tất cả em đều thử chân hết, em không có lấy thông số ở trên này hoặc là cái số ở dưới này em không có lấy luôn ha, em không có coi luôn, em chỉ việc ướm chân thôi. Bên đây cũng vậy, mình sẽ không có bị trầy khờn gì hết luôn. Đẹp lắm em này. Em này là 300 mã M9 mấy anh chị. 300 mã M9, độ mới cũng được lắm nè ha. Da chất lừ luôn, hàng ý. Tiếp tục là một em này đặc biệt một chút là bờm ngựa mấy anh chị. Đây, màu đen. Có một bên á, mình sẽ rờ nó sẽ không có bị một cái vết xước nào luôn của cái bờm này lên nè mấy chị, hết là nó láng hết trơn luôn. Có một bên sẽ bị. Ở đây em này cái hiệu nó là Sanji gì nè. Cái đường viền này là da ha, ở dưới đây toàn bộ là bờm ngựa hết. Đế em này còn rất là đẹp nè. Ở đây nó có mòn mòn bên này, ở đây còn đẹp, độ bám còn cao nè. Không có bị trầy lưng. Đế thì có dơ dơ xíu thôi, trầy trầy chỗ này xíu nè. Ở bên trong, ở đây nó sẽ có bị nè mấy chị, hơi hơi dơ hả. Cái này là giống như dơ hay trầy trầy gì cái chỗ này chút xíu nha. Cái phần trên này. Ở đây thì sạch đẹp nè. Có một bên nó có bị một vết hai vết gì thôi mấy chị, giống như mình được đưa tay vô sẽ cầm cầm tay cái giống như cái bờm ngựa này nó sẽ có một cái vết bị có một cái cặp nó bị bung ra vậy đó. Đây em này sẽ bị ngay chỗ này là nó hơi dơ dơ chỗ này chút xíu hiệu size 35, em cũng bán là 300 thôi, mã M16, 300 mã M16. Kiểu của em này nó đơn giản thôi mấy anh chị ha, nhưng mà kiếm đôi thứ hai nữa không biết chừng nào mới có à nha, rất là hiếm mấy anh chị ha. Rồi một em hàng phong thủy cao.
Đây em này xinh quá, nhưng mà em này thì em thấy là hơi lớn tuổi rồi, nó nhẹ dữ lắm luôn và nó đẹp. Đây em chị, cái hoa cái lưới nha, cái lưới này có cái hoa là màu, cái màu này gì đây, nâu nâu gì đó, ở đây là giống như là da dạp vân rùa rồi, nó mới dữ lắm luôn và nó đẹp chân dữ lắm luôn anh chị. Em mang vô nó đẹp lắm, nhưng mà nó sẽ hơi lớn tuổi. Mắt in sờ ben nè, bên trong sạch đẹp hết nè mấy chị ơi, im ru hả cái đôi này. Rồi hở mũi ha, dễ đi lắm, mới ha. Rồi cái phần đế đế nè, thấy sạch trơn luôn nè, đồ mới cao bên trong ngon lành, không có gì để chê mấy chị, không có một cái vết xước nào luôn, mới dữ lắm luôn và nó rất là nhẹ. Cao này chắc cũng 4 phân mấy anh chị. Rồi đế rất là dễ đi. Em này là em bán 300 mã M19. 300 mã M19, nó mới tinh nè mấy chị, không có gì để nấu nó luôn, mới sạch sẽ hết. Làm quà tặng vẫn được luôn ha. Em này dòng da bóng. À cái này là quay hậu. Rồi dòng da này bóng ngời ngời luôn này đi. Cái da này thật là dày dặn nha. À cái em này là của Korea. Rồi da bóng ở đây nó sẽ có màu mờ da xíu, ở đây nó cũng có màu mờ da, nhưng mà em này còn mới dữ lắm. Đây gì Barbara gì này ha, Made in Korea. Rồi cái này còn đẹp ghê nè mấy chị. Rồi còn rất là mới cái phần đế ha. Ở đây là quay hậu, ở bên trong sạch sẽ rồi, không có gì để nói rồi mấy chị. Ở trên đây nó da bóng thì nó dễ có những cái mờ mờ thôi, cái mũi này còn được nè. Ô em này cũng còn rất là mới luôn, bóng lưỡng. Ở bên trong sạch sẽ hết trơn, không có gì để nói, mới tinh nè. Em này em sẽ bán là 280 mã M26, 280 mã M26. Đây. Rồi em này rất là dễ đi mấy anh chị. 5 phân ha, nhưng mà dễ đi dữ lắm. Đế to nè. Tiếp theo em này là em da lộn, cao 6 phân mấy anh chị. Da lộn màu đen em này lại được nè ha. Cái phần da lộn này em thấy nó còn đen đen tuyền luôn nè ha. Ở đây nó sẽ có nhạt nhạt cái phần mũi. Ô em này hàng hiệu Marie của Pháp mấy anh chị ơi, hàng chi. Rồi đây cái đế này ha, dập Marie Paris. Rồi Made in Spain, cao 6 phân. Rồi ơi em này xịn sò rồi, hàng ký đẹp dữ. Ở bên đây nè, không có bị mày mòn gì hết trơn nè ha, không có bị láng. Rồi cái phần này mấy anh chị vuốt có im, thật là im luôn nè. Em này cái mũi à, đây sẽ có nhạt nhạt da chỗ này chút xíu. Marie của Pháp mấy anh chị ơi, nè hàng hiệu xịn sò, ở bên trong rất là đẹp luôn. Ở bên trong láng lình luôn. Ở đây nó có cái này là có cái nút này ha. Ở bên đây nó có dập cái chữ MC, à là cái chữ cái mấy anh chị, chữ cái đầu này ha. Ồ coi cái đế đẹp này ha, dập hiệu Marie Paris, à Made in Spain nè, cao 6 phân. Ở đây nó sẽ có nhẵn nhẵn cái phần này một xíu. Em này cũng dễ đi mấy anh chị. Rồi nè, cái form nó nhìn rất là dễ đi nha. Rồi im cực kỳ luôn, độ mới cao, hàng xịn nữa. Hàng hiệu của Pháp. Ở bên đây nó cũng có nhạt nhạt cái phần này ha. Rồi nhưng em này còn tương đối sạch sẽ. Đế còn rất là đẹp luôn. Ở bên trong là như mới vậy đó. Quá trời mới luôn. Rồi mềm mại lắm em chị ơi. Rồi nè em im vậy đó. Sạch bóng luôn. Em này là em mã M11, 300 mã M11. Đây. Em này mang đẹp chân lắm. Tiếp tục. Em này màu đen. À em này cái kiểu của em này đây mấy chị, cái phần này em thấy nó cái dảnh dảnh cái mũi này lên ha. Ở đây người ta có cái dằn chạy cái đường da này lên gồ gồ lên như thế này. Em này còn mới, mũi mũi tròn. Da không lỗi da này. Em thấy nó còn rất là mới nè, Made in Spain nè. Đế rất là dễ đi, không có mày mòn, ở đây còn rất là đẹp. Ở bên trong này mấy chị, cái này là da luôn này ha. Ở bên hông này là cái vải màu xanh Donamit gì nè. Ở đây cái phần gót này, cái màu xám này còn sạch sẽ nè, da. Rồi em này dễ đi và im dữ lắm. Cao là 5 phân. Bên trong rất là sạch sẽ và im chân. Rồi cái phần đế này em thấy nó cũng còn rất là đẹp nè, không có mày mòn ở chỗ này luôn nè. Mũi tròn tròn, độ mới cao mấy anh chị. Em này mang ôm chân đẹp lắm. À 300 mã M4 mấy anh chị. 300 mã M4. Rồi kiểu của em này, kiểu này nó đơn giản thôi. Em qua mẫu. Đây, một em màu trắng kem. Em này là của em này là của Korea nha mấy anh chị, màu trắng kem. Ở đây nó sẽ có một cái miếng dây, có cái khóa dưới này. Độ mới cao em này. Ê hiệu. Ôi em này mới sạch sẽ luôn, cái mũi nhọn
không có một vết dơ mấy anh chị ơi, sạch đẹp dữ lắm nè ha. Đế cũng rất là đẹp và em này rất là dễ đi, cái đế nó vậy nè, đây. Ồ, chắc chắn dữ lắm. Độ mới cao. Ôi, sạch đẹp dữ lắm. Không có một cái vết trầy khờn nào bên này. Bên đây cũng vậy ha. Mũi mũi rất là đẹp nè, không có trầy khờn, bên trong còn rất là đẹp. Sáng bóng luôn đó, mới tinh nè. Em này là em bán 280 mã M10, 280 mã M10. Đây. Em này cái form em này á mấy anh chị mình nhìn á nó rất là to, nhưng mà mang cái size 35 thôi. Nhưng mà mình nhìn cái đây vậy á thì mình thấy nó ca, nó to, nó bị mỏng mỏng form thôi. Đây, rồi em qua mẫu. Rồi tiếp theo, em này là em búp bê. Em này cái màu nó rất là đẹp mấy anh chị ơi, nó đẹp nè, coi nè. Nó hồng hồng đây, mình sẽ thấy nó có ánh nhũ ha. Độ mới cũng cao dữ lắm. Coi cái đế nó đẹp nè. Ở đây cái hiệu của nó là cái gì, Gabor gì nè. Rồi em này là mắc in là Slovakia mấy chị, là cái ai em không biết nha. Rồi ở đây nó sẽ có nhẵn nhẵn cái phần này chút xíu. Slovakia ở bên trong. Da em này thì đây, mũi này mấy chị coi đẹp này ha. Rồi bên đây em thấy sạch sẽ lắm rồi. Có đậm đậm xíu chỗ này. Ở bên đây cũng có xíu chỗ này nữa. Em này là cao chừng 4 phân. Rồi cái đế em này chắc dữ lắm nè mấy chị coi nè, đế nè, đế đẹp ghê không? Em này là còn rất là mới ở bên trong nè. Hiệu. Rồi cái dưới, dưới này là cái gì đây? Đây mấy chị coi đẹp này ha. Nó có đậm đậm cái phần này, nhưng mà em này im ái dữ lắm luôn. Ở trên đây nè, cái phần này em thấy nó rất là đẹp luôn này ha. Mới tinh. Đây, bên đây sẽ có đậm đậm ở chỗ này một xíu. Rồi em này dễ đi dữ lắm. Cái kiểu của em này đây nó cũng có dảnh dảnh cái này lên nè. Ở đây nó có đậm đậm da xíu mấy anh chị. Độ mới cũng cao dữ lắm nha. Em này em bán 280 mã M23, 280 mã M23. Em này im chân dữ lắm. Và rồi, em sẽ hết size 35, bắt đầu size 36. Rồi, một em tiếp tục. Em này là size 36, mình bắt đầu size 36 mấy chị ha. Nhưng em này là size 36 trở lên. Em nghĩ 36 thì nếu mình mang vớ là nó sẽ thoải mái. À đây, ở trong em này là full da hết luôn ha. Thông số bên này, một màu vàng là da thật hết luôn mấy chị. Đây từ gót cho đến trong là da hết luôn. Màu nâu, ở đây nó sẽ có một cái miếng thun. Rồi mình dễ mang chân. Em này thì im ái, thật là im ái luôn nha. Nhưng mà cái đôi giày này mình cầm nó chắc đuổi hả mấy anh chị. Đế còn nó đẹp này ha. Zinnia gì lúc gì nè. Không có mày mòn da. Ở đây này ha, không có trầy khờn da luôn. Mũi cũng đẹp nè. Ồ em này quá đẹp. Bên trong không một vết dơ luôn á. Ở bên đây có khờn nhẹ cái dấu góc này. Rồi da rất là đẹp luôn. Ở ở dưới cái đế này mình thấy nó rất là mới này mấy anh chị ha. Nó không có bị mòn gì hết trơn. Đây nó có một cái vết gì thôi. Ở bên trong em này rất là sạch nè, sạch sẽ và nó im cực kỳ luôn mấy anh chị ơi, chắc đuổi cái đôi giày ha. Em này là 36, 36.5 đi là chính xác hơn ha. Em bán 300 mã M58, 300 mã N58. Mấy chị mà chân 36 nhưng mà tròn tròn là em này thích hợp. Em qua mẫu. Rồi tiếp theo là em 36. Đây cái đế của em này nè mấy anh chị coi nè ha. Rồi độ báo nó cao dữ lắm, mắc Isben nè. Da đen, hình như em thấy là cái màu xanh đen thì phải. Đây mình nhìn thấy miếng da này ha. Ở trong này là da nè mấy chị, da da mộc nè ha. Đó, cái miếng da đen này. Đây cái hiệu DC gì đây nè ha. Ở cái phần màu xám này cũng là da này ha. Ôi nó sáng trưng luôn. Rồi em này mang cực kỳ im chân mấy anh chị. Hai phân thôi, đế rồi thấy đẹp hết nè. Em này độ mới cao. Rồi im thật là im luôn. Sạch sẽ hết. Bên trong này rất là sạch sẽ. Đây có cái tag Nhật ở đây. Ở đây là nguyên một cái miếng lót này da hết trơn rồi nè. Độ mới cao, im chân dữ lắm. Em bán 300 mã M61. 300 mã M61 da đen. Tiếp tục. Tiếp tục em này một em màu nâu. Em này màu nâu phối với cái phần này là da rắn thật nha mấy anh chị. Ở dưới cái gót nữa này ha. Da rắn thật, cái đế em này sẽ không đẹp thôi, mất Isben nè. Cái mũi em này còn rất là được, có khờn hờn nhẹ. Cái dòng da của em này để mấy anh chị nhìn kỹ nè, người ta sẽ làm cái nhăm 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 như vậy ha, nó không có cái lỗ, mà nó cái kiểu của người ta như vậy đó, nó không có lỗ to, rồi đều hết này ha. Chỉ có cái phần mũi này là da láng bình thường, rồi da rắn ở đây nè. Cái đây là hai cái miếng da nó chẻ ra như vậy, mình dễ xỏ chân vô ở trong. Ôi em này của Ý mấy anh chị ơi nè, hiệu Italy. Rồi xịn sò ở bên trong da hết luôn ha.
Rồi full da thật mấy anh chị. Cái đế nè ha, thông số bên này im dữ lắm. Ở đây nó sẽ có đậm đậm chỗ này chút xíu. Cái này, cái phần cái chữ này khó nhìn lắm, em nhìn không có ra. Đế có bị trầy khờn. Ở đây sẽ có mòn mòn nhẵn nhẵn cái gót. Ủa sao cái gót là màu đen nha. À cái này là màu nâu. Em này bên này. Rồi ở đây nó sẽ có bị cái khờn hơi cái mũi hơi nhiều ở chỗ này, cái mũi này mấy chị đây ha, có trầy khờn. Em này cũng cực kỳ im ái luôn đây. Cao là 4-5 phân gì đó. Dễ đi lắm mấy anh chị ơi. Ở bên này. Ở bên đây sạch đẹp hết nè ha. Đây, cái miếng da nó trẻ ra vậy ha. Mình dễ dễ sở chân vô. Bộ mới cũng được mấy anh chị. Da thì mềm sụi như thế này ha. Rồi mang im chân dữ lắm. À 300 mã M62. 300 mã M62. Em này hiệu của Ý. Da xịn sò. Tiếp tục. Một em màu đen tiếp tục. Em này cũng là hiệu của Ý. Mắc in the band mấy anh chị. Hiệu của Ý nè. Bên trong này ha. Đây cái tác hiệu nó đây. À da màu đen. Em này cái mũi nó cũng có bị khờn khờn nhẹ chỗ này ha. Ồ cái đây nè mấy chị, người ta sẽ chạy một cái đường gì kiểu nó này ha. Rồi có bị trầy khờn. Cái phần này hơi bị nhiều. Cái gót cũng bị trầy khờn. Đây có trầy khờn da. Mắc in the band nè. Cái đế thì lại rất là đẹp nè mấy anh chị. Đế còn đẹp. Cũng không có nhẵn cái phần này. Bên trong, ôi đẹp lắm, ở bên trong lại rất là sạch sẽ luôn nè. Ở dưới đây đó, cái gì, giải gì mấy chị, có dập chữ dưới này nè ha. Sạch sẽ. Có bị trầy khờn, da hơi bị nhiều so với lại những cái em khác rồi ha. Đây, rồi cái chỗ này nó có bị trầy khờn hơi nhiều luôn. Của Ý, em này im chân dữ lắm luôn. Ở đây nó sẽ có hai cái miếng thun nữa nè, đây. Dễ xỏ chân lắm. Rồi, em này cái phần này nó cũng cao cao mấy chị. Em này 250 mã M56. 250 mã M56. Rồi da lại rất là bóng ha. Rồi im chân dữ lắm. Tiếp tục một em này màu đỏ đô, dòng da bóng. À thấp thôi, 2 phân, đế bằng, mắc in the band nè. Da bóng ngời ngời mấy anh chị, độ mới em này cũng cao dữ lắm. Đây có cái tết hiệu ở trong này, cái phần này là vải, ánh ánh này là vải ha. Rồi cái màu xám là da, da thật hết nè. Cái này là mình miếng dài, miếng dán mấy chị ha. Rồi rất là thoải mái, chân to chân nhỏ gì vẫn mang được. Rồi em này sẽ rất là im, mũi đẹp, da không bị trầy khờn. Rồi nó bóng ngời ngời hết mấy chị ơi, mới tinh luôn ha. Bên đây em thấy nó cũng sạch sẽ lắm nè. Cái da lộn màu xám nè, sáng trưng luôn. Độ mới cao. Bên đây cũng không có lỗi da nè ha, láng hết luôn. Đây cũng vậy, da bóng mấy chị ơi. Đây nó có cái tách nhật ở đây nè. Rồi độ mới rất là cao. Em này sẽ im ái lắm. Rất là im chân, thấp thôi. Dễ đi. À em bán em này là 280 mã M6. M6. Rồi kiểu đây. Ôi nó bóng đẹp ghê luôn. Im chân dữ lắm. Em qua mẫu. Một em màu xám trắng, cột dây rồi có dây kéo luôn nữa. Màu xám trắng phối với lại cái màu. À cái này là màu xanh mấy chị ơi. Rồi đế bằng ha. Em này mắc in là Kyoto, lạ lạ mấy anh chị. Ở đây cái hình này con diện chó hay gì nè ha. Ồ đúng rồi, có mấy cái chân nữa nè. Rồi nó mới dữ lắm ha. Cái phần đế này là cái màu xám. Cái này là màu trắng bạc. Trắng này trắng sáng nha mấy anh chị. Bạc sáng luôn ha. Rồi nhũ nhũ bóng nè. Ở đây là cái màu xanh. Đây nó bóng ngời ngời như thế này. Rồi em này mới dữ lắm luôn. Có khóa kéo. Khóa kéo cũng là khóa Ikaka. Rồi đây mình dễ đi lắm luôn. Ở đây im ái lắm đây. Cái gì đây, hiệu hiệu nè mấy chị. Cái này có hiệu ở bên ngoài đây em thấy nè ha. Ở bên trong. Cái này là da lộn hết luôn mấy chị ơi. Im dữ lắm luôn. Cái màu kem kem này là da hết luôn. Ở đây có cột dây nữa. Nhưng mà có dây kéo rồi mình sẽ không cần phải tháo dây ha. Rồi cái mũi em này mũi bằng. Màu sáng trưng luôn. Nó mới, thật là mới luôn. Đế nè, thấy sạch đẹp à. Láng nè. Ở đây nó cao cao cái phần này. Rồi khóa đồng bộ, khóa IKK, khóa ngon lành hết nè. Đây, ở đây nó sẽ có đậm đậm cái phần bên trong. Da em này, ngay chỗ này em thấy nó có hơi đậm đậm xíu. Vết nhỏ xíu rồi, không có trầy da gì nha mấy anh chị. Đẹp, thật là đẹp luôn. Cái phần gót cái màu xanh này nó bóng ngời ngời luôn. Không có vết xước nào luôn. Độ mới cao, 300 mã M57. Đây, cái dây nó là màu đen. Rồi, tiếp tục. Một đôi màu nâu. Rồi em này im ái dễ đi, đi chùa đi núi rồi nè, vô tư nè mấy anh chị. Ở đây là nguyên một cái bản thun này ha. À cao chắc 3-4 phân gì đó.
màu nâu đậm. Ở đây cái da người ta sẽ ship lại như thế này, không trầy khờn da gì cái mặt này rồi nè, cái mũi cũng đẹp rồi, kiểu như thế này đẹp da hết rồi. Em này cũng rất là mới, ở bên trong nguyên cái này là da này mấy chị, cái này là vải rồi ha. Ở đây trong đây là vải, ở dưới này gót là da màu nâu, cái da chỗ này nó dị cui luôn ha. Ở đây là ở trong này là vải. Ở bên đây, à đúng rồi, nguyên cái phần trên này là vải, vải dị im ru rồi ha. Độ mới này cao dữ lắm, thích hợp để đi xa, rất là im chân và dễ đi, mịn màng lắm luôn nè. Ô đẹp lắm mấy anh chị ơi, rất là dễ đi. À em này là 300 mã M64. Mắc in span nè ha. M64. Cái hiệu A Angel gì nè. Ồ cái này hàng hiệu mấy anh chị ơi. Hàng hiệu nha. À đế còn rất là đẹp. Đây tiếp tục em này. Em này là màu nâu, nâu cánh gián hay gì mấy anh chị, mà ha là dòng da có bóng nhũ bóng, mà em thấy sao nó lạ lạ, nó bóng bóng. Ồ nó duyên, thật là duyên nè. Ở đây là hai cái miếng da nó sẽ khác nhau mấy anh chị, cái dòng da này sẽ bóng hơn. Mắc in span nè, đế đẹp lắm luôn. À đây, đôi này cũng rất là dễ đi, này 5 phân trên. Hiệu nè, ở bên trong rất là sáng sủa nè mấy anh chị coi đẹp nè ha. Rất là sạch đẹp, mũi nó bằng bằng như thế này, em này phơm sẽ phơm mỏng cái phần trên này ha, mỏng thôi. Đây, hiệu Tác Nhật nè. Ở đây à, ở đây nó sẽ có một cái vết cứng này mấy chị, hơi bị nhiều nha. Đây nó cứng cái miếng da này. Cái này là cái đế này là da luôn ha. Nó bị cứng da chỗ đó. Ở đây thì lại đẹp mấy cái gốc này nè ha. Lại đẹp hết, mũi này cũng không có trầy khờn gì. Cái chỗ này là cái dòng da nó rất là mềm ha. Cái dòng da này sẽ dày hơn, cái chỗ này là dòng da mềm. Rồi có bị lỗi da cái phần gót này. Ở đây nó cũng có một cái vết trầy cứng như thế này ha. Rồi em này sẽ bị lỗi da. Đồ mới thì đẹp mấy anh chị ơi nè ha, nó bóng ngời ngời hết luôn luôn, nhưng mà nó bị lỗi da. Ở bên trong nó cũng có đậm đậm chỗ này chút xíu thôi, bên trong thì lại rất là sáng sủa và sạch sẽ. Em này bị lỗi da. Em bán em này là 230, mã là M60. 230 mã M60. Ở đây nó sẽ có một cái viên đá, và cái này là cái phật kia tròn tròn kim loại màu xanh xanh gì đó. Em này kiểu và cái màu nó rất là đẹp mấy anh chị ơi, nhưng mà nó bị lỗi da ha. Em qua mẫu tiếp tục là một em màu trắng mấy anh chị, dày mội. Ôi em này đẹp quá. À đây tên, à em này là của Korea. Ở đây là đinh tán vậy nè mấy chị, còn rất là đẹp ha. Màu trắng này là trắng kem, em này còn sạch sẽ lắm luôn nè, mới nè ha. Rồi cái đế nè, đế bằng như vậy, độ bám cao lắm nè, mũi đẹp lắm luôn nè, nó sáng trưng luôn. Này em này còn rất là mới, ở bên trong da hết nè ha, lót cũng còn rất là đẹp nè. Độ mới cao mấy chị ơi, sáng sủa, sạch sẽ. Đây cũng vậy nè ha, thông số bên này. À em không thấy mắc in ở đâu nha. Đó, rất là sáng nè. Ở đây cái đế này mấy chị giống như chưa sử dụng vậy ha. Rồi cái trắng này, màu trắng mà em coi nó sạch sẽ như thế này. Hai bên đều trắng bóc luôn. Ở cái mũi em này rất là đẹp luôn. À và im ái dữ lắm luôn nè ha, mềm xèo luôn. Độ mới cao dữ lắm. Ở đây người ta sẽ dập tên đi nè, hiệu trên này nè ha, khoan khóa còn rất là sáng. Kim loại cũng còn rất là đẹp. Rồi em này cực kỳ im chân. À 300 mã M52, 300 mã M52 màu trắng. Ồ nó sang. Rồi nó im chân dữ lắm. Em qua mẫu, một em hàng hiệu. Ối đẹp lắm luôn. Màu này là màu xanh đen, cái dòng da này là da một miếng mấy chị ơi. Nè, nguyên một cái miếng da luôn ha. Đây, trời ơi nó im cho mà thấy luôn nè. Hiệu em này của Tommy mấy chị ơi, đây hàng xịn, hàng của Mỹ. Ở đây người ta sẽ phối cái bảng da màu cam. Ở đây là cái dây xích, xích còn đẹp nha, to đùng và còn rất là đẹp, phối màu đẹp ghê nè. Rồi đế lại còn được lắm luôn. Đây hiệu ở dưới này nè ha, Tommy. Ở đây nó để là 37 mà em thấy thử chân 36 là vừa rồi. Da cũng không có trầy khờn, rồi da mềm xèo luôn và dày luôn, dày một miếng luôn mà rất là mềm mấy anh chị. Logo này nè ha, ở bên trong hiệu. Đây có cái gì đây, Tommy. Để em coi mắc in ở đâu, em không thấy luôn. Không thấy mắc in nha. Rồi không thấy mắc in mấy chị, là nguyên một cái miếng da này ha, da hết luôn, im chân dữ lắm luôn. Và nó còn rất là mới luôn ha. Ở đây là màu xanh, đúng rồi. Đây là đôi giày màu xanh mấy chị, không phải là đen. Nhưng mà nó đen cũng nhiều lắm nè, mình nhìn hơi bị khó thấy luôn á. Đây kiểu của em này. Ồ nó đẹp ghê nè. Phối cái miếng da màu cam lên, nhìn cái đôi giày nó sáng đẹp quá. Em này là 300 mã M53, im chân mấy chị ha. M53. Em qua mẫu. Em này là cao 5 phân, màu nâu, dòng da rất là đẹp luôn.
Đế này ha, đế nâu đậm nè, đế cứng khừ. Rồi em này mắc Insben nè, đế có bị mọt, cái phần này là da nha mấy chị ha. Đó hình xanh nó sẽ có cái nhạt cái màu. Cái bản da thì lại còn rất là đẹp nè. Đây mũi nè, coi láng o luôn. Đây cái dòng da này mấy chị đã nó mút rượt giống như dòng A, dòng da mọc á. À em này của Jinja luôn nè, ở bên trong đẹp quá. Rồi cột dây, cái chỗ này nó mỏng mỏng nè. Đây mình mang nó không có bị bí bách cái chân này ha. Rồi nó mỏng ghê nè. Rồi dòng da em này xịn sò. À cái kiểu của em này cũng hay hay ghê nè mấy chị. Đây có cái miếng vậy. Rồi đây cột dây, rất là dễ đi. Rồi nó im chân dữ lắm luôn. Ở dưới này, à đây xấu chỗ này thôi mấy anh chị, ở đây cũng không có vấn đề gì, da đẹp không có một vết gì luôn nè. Sao kỳ vậy, không có một vết trầy nữa nè ha, từ mũi cho tới gót luôn nè, không có một vết trầy. Cái đế thì có trầy nè, nhưng ở trên đây sao giá đẹp dữ vậy, ở bên trong rất là sạch sẽ nha mấy anh chị, da hết trơn luôn. Ồ em này nó im, và cái dòng da này nó mướt thật là mướt luôn nè. Mình rợ láng không không có đôi nào mà láng bóng mặt cái đôi này nha mấy anh chị. Cái dòng da đôi này là bóng nhất luôn á, bên trong sạch sẽ không có vấn đề gì hết trơn, mang vô chân đẹp lắm. Cái màu này nâu nâu nhạt nhạt, 300 mã M51, 300 mã M51, size 36. Rồi đây kiểu em này đó mấy chị, cái dòng da nó coi nó bóng nè, nó đẹp thấy ghê không. Tiếp tục rồi đeo này màu xanh lá hả, xẹp lép. Rồi em này nè, nó chừng 2 phân thôi. Rồi ơi nó mới nè mấy chị, để em coi cái hiệu này đi, của ai đây, thông số đây, nó mới tinh luôn ha, màu xanh đậm. Rồi của Korea mấy anh chị, có cái đế này ha, đế đẹp quá luôn ha. Rồi đế đẹp thật là đẹp luôn, màu xanh. Ở đây nó sẽ có bị cứng cứng da xíu nè, ở bên trong rất là sạch sẽ, dễ đi cực kỳ luôn. Ở đây nó sẽ có cái miếng thun ở phía dưới này mấy chị, nó sẽ ôm cái gót chân của mình này ha, mình sẽ không có bị tuột gót. Ở bên trong cái màu lót nó là hồng hồng nhạt nhạt vậy, đẹp quá luôn. Rồi em này rất là mới luôn luôn, kiểu này mấy chị, cái phần da chỗ này nó có lượng lượng nha, đây ha, cái kiểu nó lượng lượng. À, cái em này thì thấy sạch rồi nè, bên đây thấy sạch sẽ, không có bị da lỗi da gì hết trơn, đế này rất là đẹp. Rồi em này của Korea, em bán 208 mã M59, 208 mã M59, mới tinh luôn, màu xanh. Tiếp tục một em màu trắng, em này là dòng da một miếng mấy chị, màu trắng. Cái này là trắng, cũng là trắng kem, cột dây, da nguyên miếng. Rồi cái này là màu mờ nhưng mà cũng là mắc Insben. Ở đây nó sẽ có một vết vàng vàng ở chỗ này, mũi đẹp nè ha, mũi có một xíu chỗ này thôi, à, không thấy đâu mấy chị, trắng đẹp lắm. Rồi cái phần kim loại chỗ này còn sáng trưng nè ha, cái dây này nó mảnh mảnh thôi nè, màu trắng, da một miếng, cột dây. Rồi cái lưỡi gạt đây mấy chị, nguyên miếng da nè ha. Ồ em này im im ái lắm luôn, đây nguyên một cái miếng da luôn, hiệu cái gì đây nè, không biết của ai mấy chị. Rồi nguyên một cái miếng da như thế này ha, mang sẽ rất là im chân, nó mềm nhũn như vậy. Ở đây nó sẽ rất là dày cái phần này nha, ở đây nó sẽ có 2 lớp da nên nó sẽ dày dặn hơn cái phần trên này. Ồ nó mềm, nó đã dữ lắm mấy chị, em này thích hợp. À Isa im ái, trắng bóc ở bên trong nha, sạch sẽ. Đây rồi em này còn rất là mới, mang mềm xèo. Em này là mã M66 mấy chị, à 208 mã M66, 208. Một em màu xám, em này cực kỳ im chân mấy anh chị, cao là chắc 5-6 phân gì đó. Rồi rất là dễ đi, màu xám. Cái này là da gì mà sao đẹp dữ vậy, nó im dữ lắm. À em này độ mới cao dữ lắm. Đây mấy anh chị, ngoài nó sẽ y như thế này luôn này ha. Ủa cái này có phải da độc lạ không mà sao em thấy nó đẹp dữ vậy ta, hình như là da lộn rồi người ta dập cái vân mấy anh chị ơi, nó im dữ lắm. Ồ, nó mềm xèo luôn, mang chân thật là đẹp luôn, mang chân vô trắng bóc luôn ha. Ở đây nó có miếng thun. Đây cái kiểu của em này hay dữ lắm, ở bên trong sạch sẽ tươm tất da hết trơn luôn. Cái này là hiệu gì đây, không biết của ai. Cái đế, rồi em này cũng là mắc in the band nè mấy chị, em này cũng là hàng hiệu hay gì nè, sao cái đế nó đẹp dữ vậy. Ồ nó mới tinh ha, rất là dễ đi mấy anh chị. Ô em này nó đẹp dữ lắm, em mang vô chân em thích thật là thích luôn, không có trầy khợn tí nào luôn nè ha, láng sạch đẹp hết luôn. Rồi ở cái này cũng vậy nè, cái đế nè coi chắc cú nè. Ô đẹp quá em này luôn, ở bên trong cũng rất là sạch sẽ, thông số bên này. Và em này nó im thật là im, độ mới cao rồi mấy chị, không có tì vết gì luôn, đẹp lắm. Em này là 300 mã M49, 300 mã M49 màu xám. Cái dòng da này nó có nhũ nhũ bóng á mấy chị ơi. À đây nó bóng ngời ngời như vậy ha, thật ra em này mang vô cái chân á mình nó sáng chân mà nó lại rất là sang luôn. Ồ em thích đôi này lắm luôn.
Rồi tiếp theo một em hàng Ý nữa nè, đẹp quá trời luôn mấy chị, coi ta phối màu coi này ha. Da lộn nha, da lộn màu nâu phối với lại cái phần này màu cam, mà cái phần da lộn này á nó sắc rạc hả mấy anh chị. Đây mình thịnh này nó láng, thật láng luôn ha, nó sát, nó khác những cái dòng da khác, nó im nè ha. Cái mùi em này sẽ có nhạt nhạt chỗ này chút xíu, hiệu của Ý bên trong nè, sạch sẽ, cái màu trắng kem hiệu. Rồi mã thông số bên này em này rất là đẹp, thấp thôi, hai phân thôi, đế nè, hiệu dập ở trên này luôn nè mấy anh chị, Made in Japan nhưng mà hiệu của Ý, nhưng mà là Made in Japan. Ở đây nó sẽ có khờn khờn gì mòn mòn chỗ này chút xíu, thấp thôi. Bộ ôm mà em này mang đẹp, mạo tay thật là tay đẹp quá luôn, im ru hả mấy anh chị ơi, xịn sò. Hàng của Ý bên đây cũng không có vấn đề gì, ở đây nó sẽ có nhạt nhạt cái phần mà nâu này xíu. Rồi em thấy tay thấy hết rồi nè, bị dơ dơ không mày mòn nha, có nhạt nhạt cái phần da cái gì nè, da lộn này thôi, hay thấy thôi, nhưng mà em này em thấy độ mới nó cao dữ lắm, nó không có bị xấu. Ở đây cái mũi nó cũng có nhạt nhạt nè, cái phần màu cam này còn rất là đẹp mấy anh chị nè, nó tươi màu thật là tươi luôn nè. Ở bên đây hình như là em thấy nó sẽ có đậm đậm hơn xíu, à ở bên đây em thấy nó cái màu nó sẽ tươi hơn, ở bên nó sẽ xuống màu hơn một tông, nhưng mà kiểu em này quá đẹp luôn nè. Đây ồ nó xinh, ồ nó đẹp. À người ta sẽ phối ha, cái này giống như cái chữ M vậy đó, chạy cái phần màu nâu nè. Đây trời ơi nó đẹp. Em này là 300 mã M55 mấy anh chị, em qua mẫu. Tiếp tục em này một em màu nâu, em này là da một miếng đẹp quá luôn, phối à cái này là da dập vân rắn thôi, không phải là rắn thật, Made in Japan nè ha, size 36 mấy anh chị, là nguyên một cái miếng da màu nâu này, rồi không có trầy khờn tí nào ha. Ở đây cái chỉ gân gì to đùng này ha, phối nè, cái thần này nè, cái bản da chỗ này nó dày thật là dày luôn, da dập vân rắn thôi, không phải rắn thật. Ở đây người ta sẽ khâu cái chỉ màu nâu nâu, em này độ mới cũng cao nè, da em không thấy trầy khờn gì hết, nhưng mà cái em này nó sẽ không có bóng da thôi, để nè ha, ở dưới đèn đẹp thật là đẹp luôn. Rồi gót cũng như là chưa sử dụng. Rồi em này mang im ái đây, đây mấy chị là nguyên một cái miếng da màu nâu luôn nè ha. Đó cái này là mấy cô đi xa đi chùa đi núi đi, trời ơi em này nó nhẹ như là gì luôn. Đây thông số bên này, cái phần bên đây là da da gì đây, cái dòng da láng láng, còn ở đây là da nguyên một cái miếng. Bên trong này cái này mấy chị cái lớp còn trắng tinh sạch sẽ luôn. Rồi thông số hả, à cái này 23.5, em thử chưa em thấy 36 à. Ủa cái số mất tiêu à. À em này là 36 năm thì đúng hơn nha mấy anh chị ha, chân to to, chân tròn tròn thì thích hợp em này, chân mỏng sẽ không bị rộng nha mấy anh chị. Bên đây cũng vậy ha, không có bị lỗi, đẹp hết luôn ha, đồ mới cao, đế rất là dễ đi. À em này là thấp luôn mấy anh chị ơi, dày dày này dày mội hả. À 300 mã M48, 365 giùm em, lưu ý giùm em ha. À chân to to, chân đầy á, em qua mẫu. Tiếp tục một em hàng hiệu mấy anh chị, màu này màu riu riu hả, Salvatore Ferragamo này ha, hàng hiệu xịn sò, Made in Italy. Ở đây cái đế này ha, đây mấy chị nhìn này ha, nó còn độ bám cao ha, ở đây nó sẽ có trầy khờn thôi, nhưng mà ở phần trên này nó còn rất là đẹp, trời ơi cái màu phối đẹp nè, cao chừng 3 phân. Mũi ở đây là có khờn khờn cái phần này màu riu riu hả, rồi đây có khờn khờn cái góc cái mũi chứ. Ở đây là mấy chị hiệu dập ở trên này nè ha, cái phần kim loại này cũng có mờ mờ nhưng mà em thấy nó nhẵn lắm, nó đẹp ghê luôn. Ở đây lại láng da, ở đây bên đây có bị đậm đậm da này ha, em thấy ẩn ẩn có đậm đậm. Em này sẽ không mới ken đâu mấy chị, hiệu xịn sò sẽ không có cái mới ken lắm đâu. Ở bên trong thì lại sạch đẹp này, da coi này ha, dầu ơi nó còn sáng sủa dữ lắm. Dập hiệu thông số bên này, trời ơi còn sáng thật là sáng cái chiếc giày bên trong. Đây mấy chị bên trong đẹp lắm ha, hàng của Ý, trời em này xịn lắm, em này mấy chị không hốt em mang. À có trầy khờn da nha mấy anh chị ha, những cái dòng hiệu lớn lớn như thế này ha thì không thể nào mà mới ken được đâu mấy anh chị. Đây nó sẽ có khờn khờn như thế này nhưng mà nó xịn dữ lắm luôn, hiệu này mắc lắm mấy anh chị ơi. Size 36 đâu rồi, à em này là 36 mà chân chân mỏng thôi nha ha, chân đầy sẽ bị chật nha mấy anh chị. 300 mã M46, 300 mã M46, trời ơi cái màu nó đẹp. À cái dòng da này nó sẽ dày mấy anh chị ha, nó dày, à, cái đôi giày á mình cầm nó chắc tay dữ lắm luôn. Cái dòng da này nó cũng sẽ cứng cứng, à không có nổi là bị đau chân, nhưng mà cái dòng da nó sẽ là cái dòng da cứng hơn hơn cái dòng da mà miếng bình thường ha. Em tiếp tục. Rồi duy nhất một em Adidas mấy anh chị ơi, nó xịn nó đẹp, một đôi này thôi mấy anh chị không có.
Cái này là vải mấy anh chị ơi, coi nó đẹp này ha. Cái này là giống như nhung vậy đó. Cái phần mà vân vân này ha là giống như nhung. Còn cái phần dưới cái nền đó là giống như vải bố màu xanh. Đây, Adidas đẹp quá em này. Em này độ mới cao nè, mấy chị coi cái gót nó nè, cái đế nó nè ha, nó đẹp, thật là đẹp luôn. Trời, nó còn trắng bóc à, giống như chưa sử dụng nha. Đây, cái đường viền nữa nè, hết hòn chưa? Mới đẹp. Rồi, hiệu bên này, cái màu xanh này còn rất là mới luôn mấy anh chị ơi. Cái dây nó cũng vậy nè ha. Cái dây nè, anh thấy nó còn mới cứng luôn. Ở bên trong, rồi cột dây tự lưa đây nè. Cái dây nó khá là dài luôn ha. À, cái lưỡi gà này á, à, nó em thấy nó lại cao cao, sâu sâu vô nè ha. Đó. Ở bên trong, em này là made in Việt Nam này mấy anh chị. Rồi, mã code, mã QR gì trong đây nè ha. Made in Việt Nam. Ở bên trong đây im dữ lắm nè mấy anh chị ha. Rồi một nó đều hết trơn như vậy. À, cái đế này cũng là cái miếng lót á, cũng là cái miếng lót hiệu nè mấy anh chị ơi, nhưng mà không biết phải nó là nó tróc hay là nó là sao nè. Mình thấy có chữ đây nè, vẫn vẫn thấy là của hiệu. Đây nó có cái tem gì đây nè, cái tem vải ở chỗ này nè mà em không biết ha. À, em này là hàng nhựa, hàng xịn nha mấy chị, nhưng mà sản xuất tại Việt Nam mình, gia công tại Việt Nam mình. Trời ơi em này đẹp mấy chị ơi, cái màu xanh, màu là xanh xanh dương, độ mới cao lắm luôn. Bên đây cũng sạch sẽ nè ha, lót rất là đẹp luôn bên trong. Mới nè mấy chị, mình nhìn mấy cái chữ nó còn sạch đẹp luôn nè ha, nó còn rõ chữ luôn, mới tinh. Trời ơi, cái đế nó giống như chưa sử dụng nha. Hàng xịn sò size 36. À, em bán em này là 350, mã là M40, 350 mấy anh chị. Mã M40. Đây. Ồ, nó sáng cái đôi giày. Rồi tiếp tục. Một em màu đen, em này nhìn mắc cười quá. Đấy, mấy chị nhìn nó mắc cười quá hả? Đây, nó sẽ cong lên vậy nè. Đây, dạng dạng vậy nè. Trời ơi, nó im chân ha. Nó rất là im chân luôn, và em này độ mới cũng cao dữ lắm. Em không có độn cho nó thẳng ra được, em để luôn vậy. Đế coi này ha, rất là đẹp, mới tinh. Cái phần kim loại này mấy chị có sáng nè ha, nó sáng trưng luôn. Ở đây là cái kiểu nó nè, em này là mang nó đầy cái phần này lắm. Size 36. Em này nó mới dữ lắm rồi, ở bên trong nè, da hết trơn luôn nè, sáng sủa sạch sẽ và im chân cực kỳ luôn mấy anh chị ơi, nó mới. Em này không có một tí lỗi gì hết trơn nè, từ lót rồi đế rồi này kia ha, em không thấy lỗi. Có lồi ra không đây? Ở như có trầy khần ngay chỗ này xíu nè. Cái phần kim loại này nó sáng quắc luôn á. Bên trong sạch sẽ lắm. Đây bên trong đây mấy chị, nó còn sạch sẽ cái màu vàng vàng như thế này ha, mới tinh à. Rồi mang sẽ rất là im chân. À, size 36 em bán 300, mã M47. 300. Mã M47. Đây, nhìn nó nè, cái kiểu nó mắc cười quá. Hồi nó em này chân chân đầy đầy nè. Em qua mẫu. Rồi tiếp theo, một em hàng hiệu Gap mấy anh chị. Cao ha. Em này chắc em nghĩ là 8 8 phân á. À, da lộn, em này độ mới cao. Cái màu này là cái màu gì đây? Xám xám hả? Đây em này nó mới dữ lắm mấy anh chị ơi, coi nè, cái phần bên trong cái màu hồng nó đẹp ghê không. Cái phần này là nguyên một cái miếng miếng da là cái màu hồng luôn nè ha, da hết nè mấy anh chị. Cậu em này nó im, thật là im luôn. À, cao ha, em này chắc cũng gần 10 phân cái phần sau này. Cậu nó xịn. Rồi em này diện đồ lên mang đẹp cho mà thấy luôn, đế nè ha, chắc chắn đồ mới cao. Đây mấy chị, gấp nè ha, ở đây nó có cái dáng cái, à cái này chắc là cái tách nhật nè ha. À, ở đây người ta để là 240 nhưng mà em thử chân em thấy 36 à. Đế thì có dơ dơ nhưng mà này đây còn chắc, thật là chắc luôn. Cái phần da lộn đẹp dữ lắm. Nè cái góc chỗ này là mấy chị không có miếng trầy khờn luôn. Em này cũng không có bị nhạt da gì hết. Cái phần da lộn nó rất là đẹp luôn. Nó không có tì vết luôn, đẹp lắm. Em mê cái phần bên trong này, coi nó đẹp ghê luôn. Nó lót cái màu nổi, cái tự nhiên mình nhìn cái đôi giày đã vậy, nó sáng sủa. Rồi để em coi, em tháo bên trong chút xíu đi. Đây. Rồi nguyên một cái miếng da, cái màu này cái màu gì đây, hồng hồng gì đó, hồng sữa gì đó. Thông số em này là mắc in China ha, đây thông số dập ở trên da luôn. Rồi xịn sò im ái cực kỳ ở dưới, để em coi cái, à cái miếng lót này hình như là bị thế mấy chị. Cái miếng lót là em thấy để là cái Reebok, hiệu Reebok. Cái miếng lót á, vàng vàng á, em thấy không phải là của cái này. Rồi để chắc chắn em này dễ đi mấy anh chị, cao nhưng mà lại rất là dễ đi. Da lộn không tì vết nha, đều đẹp, đều luôn á. Độ mới cao, hàng xịn sò. À, em bán 350, mã M37. 350 mấy anh chị, mã M37.
Ừ, nó đẹp cái màu này ha. Ở ngoài sao em thấy hình như đậm đậm hơn xíu. Đúng rồi đó chị. Đây, nó sẽ như thế này ha. Xa xa thì đúng hơn nha. Em đưa gần là em thấy nó sáng quá. Rồi, qua mẫu mấy chị. Đây, tiếp tục em này, mẫu em hàng hiệu nữa, lăn xeo mấy chị. Nó đẹp dã man luôn nè. Màu này là nâu tím ha. Cái phần này là thun. Cái phần kim loại này em thấy còn vàng ánh, còn rất là đẹp nè. Cái da lộn này cũng còn đẹp, mấy chị sẽ không thấy nhạt nhạt gì hết trơn nè. Cái mũi cũng được luôn. Ô, đẹp lắm, hai bên em thấy nó rất đẹp. Hai bên sẽ có hai cái thun như vậy ha, mình rất là dễ đi. À, mắc in span ở đây là hiệu nè, lăn xeo Paris. Đế còn đẹp nha, ở đây nó sẽ có mòn mòn cái góc này xíu. 3 phân. Ôi, mang nó im chân dữ lắm anh chị ơi. Và em này thì nó sẽ ôm sát cái chân được lắm luôn nè ha. Ở bên trong lăn xeo Paris, lót ở trong là cái màu xám 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 chì á, sạch đẹp và em này cực kỳ im chân. Thông số rồi bên này. Đây. Tách nhập im ái cực kỳ luôn. Trời ơi, em chị cái kiểu nó này ha. Và em này lại rất là nhẹ. Sạch đẹp dữ lắm. Để em coi cũng không có lỗi gì rồi nè. Ô đẹp quá. Mới tin là mấy anh chị ơi, một đôi hàng của Pháp hiệu xịn, cái màu em này cũng rất là đẹp, mang vô chân sáng thật là đẹp luôn. À 300 mã M38. 300 mã M38. Hấp thôi, em tiếp tục. Một em, trời ơi màu đỏ chói chang này giống như đỏ cam vậy ha. Nó là vải mấy anh chị. Trời ơi má đẹp chân dữ lắm luôn. Là vải, em này là của Korea. À size 36 thôi, ở đây để 25 nhưng mà 36 thôi, thấp ha. Và cái màu đỏ này nó mới, thật là mới luôn. Đây nó đều đỏ cam. Mang vô cái chân á mấy chị, cái chỗ này nó đẹp, thật là đẹp luôn ha. Cái mũi nó nhọn nhọn như vậy. Và nó nhẹ, thật là nhẹ luôn. Mình đi như là không có mang vậy đó. Ở đây có lót sạch sẽ ha. Rất là mới, vải nha. Cái này là giống như là vải gì, em không biết rồi nè, nó dày dày như thế này nè ha. Dày cui và em này nó mới tinh luôn nha. Độ mới cao dữ lắm luôn. Mang rất là đẹp chân, màu nổi. Em bán 250, mã M33, 250, mã M33 của Korea nha mấy chị. Tiếp tục. Tiếp theo một em màu tím tím, em này dễ đi và im chân dữ lắm nhưng mà cao ha, trên 5 phân được luôn. Đế bằng mấy chị, mắc in span nè. Ở dưới đây còn rất là mới luôn ha, đế bằng dễ đi dữ lắm. Và im thật là im luôn. Ở đây nó sẽ có khờn khờn trầy nhẹ nhẹ thôi. Ở đây láng nè. À phối hai màu mấy chị. Ở đây là cái màu đậm đậm. Cái dòng da này là dòng da bình thường. Ở đây là giống như dòng da nhũ. Rồi phối màu đẹp ha. Ở bên trong sao đẹp lắm. À là vải mấy chị. Hai cái bên hông ha. Là vải. Ở dưới này là da. Rồi cái đế này. Cái lót này sao. Rồi cái lót này nó im dữ lắm. Đây nó giống như là xâm xốp vậy mà gì cui hả ha. Hiệu hả. Em này để coi của ai đây. Không biết của ai mấy chị nhưng mà nó in the band nè ha. Ở bên trong sẽ rất là im. À cái này nè là da nguyên cái miếng chỗ này ha, là da màu nâu hết. Em này rất là dễ đi, sạch sẽ và rất là mới nha mấy anh chị ơi. Ở đây nó có khờn khờn nhẹ chỗ này chút xíu thôi. Đế này ha, đẹp ghê luôn. Ở bên này nhăn nhăn da thôi, độ mới cao em này. Bên trong rất là sạch sẽ. À em này là em bán là 270 mã M35. 270 mã M35 im ru ha. Và rồi em tiếp tục. Đây tiếp tục một em màu màu xám, xám bạc mấy chị, độ mới cao. Ôi em này hiệu của SY nè mấy chị ơi, hiệu xịn. Hiệu mình hay gặp túi nè ha, đẹp ghê luôn. Ồ cái đế của nó đẹp nè. Ồ cái này cái gót này sao còn mới tinh luôn nè. Ở chỗ này nó cứng ngắc luôn. Màu xám bạc em này độ mới cao nha mấy chị, nó rất là đẹp luôn nè ha. Này không thấy trầy khờ. Trời ơi, có kim loại có đẹp nè. Cái này nè nó sáng trưng và nó vàng ánh luôn. Gót mũi nhọn. Độ mới cao dữ lắm. Trời bên trong có đẹp nè. Hiệu dập trên này thông số bên này. Ồ nó đã. Em này cao 5 phân. Em này là như mới ha, như chưa sử dụng. Em thấy rất là mới luôn. Màu bạc. Trời ơi, em này dễ đi lắm. Xịn sò em này luôn. Da nữa nè ha. Da thật nha mấy anh chị. Đây cái dòng da này sẽ rất là mềm. Em này im chân và rất là dễ đi. Rồi cái ăn tiền kiểu cái khóa này nữa nè, nó sáng thật là sáng luôn. À em này độ mới cao. 300 mã M28, 300 mã M28. Ôi ôi nó mới, nó đẹp. Rồi, video của em đến đây thôi mấy cô chú anh chị. À, em sẽ có thông báo khi em lên video tiếp theo ha. À, cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Em xin cảm ơn và em xin chào.